Đây là bài viết trượt băng nghệ thuật được chấm điểm như thế nào của tác giả Zilly đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về chủ đề này nhé. Trước năm 2002, hệ thống chấm điểm môn trượt băng nghệ thuật khá đơn giản và dễ hiểu. Mỗi phần trình diễn được chấm dựa trên hai tiêu chí là nghệ thuật và kỹ thuật trên thang điểm từ 0 tới 6, với 6 là hoàn hảo. Ban giám khảo thì có khoảng từ 7 tới 12 người tùy giải đấu và điểm của mỗi màn trình diễn là điểm trung bình từ các giám khảo. Tuy nhiên, sau một vụ bê bối về thỏa thuận điểm số xảy ra vào Olympics mùa đông năm 2002, Hiệp hội Trượt băng Thế giới ISU đã quyết định thay đổi cơ chế chấm điểm này thành một hệ thống vô cùng lằng nhằng và có phần may rủi. Hệ thống này liệt kê một danh sách những kỹ thuật chơi trượt băng mà vận động viên có thể thực hiện cùng với mức điểm sàn cho từng kỹ thuật. Ví dụ, điểm sàn của một cú nhảy xoay 4 vòng là 10,30. Mỗi giám khảo sẽ được phép cho thêm hoặc bớt tối đa 3 điểm tùy vào mức độ thành công hay thất bại mà vận động viên thể hiện kỹ thuật đó. Hoàn hảo là cộng 3 và thất bại hoàn toàn là -3. Đó là về phần kỹ thuật. Còn về phần nghệ thuật, bài trình diễn được chấm dựa vào 5 tiêu chí, đó là kỹ năng trượt băng, chuyển tiếp, biểu diễn, thiết kế và cảm thụ âm nhạc. Mỗi tiêu chí này được chấm trên thang điểm 10. Với một hệ thống chi tiết đến như vậy, lại có tới 12 giám khảo, mỗi người một ý, nên điểm cuối cùng của vận động viên có thể ra một con số rất kỳ cục như 150,49 chẳng hạn. ISU dùng đến một khung điểm chia ly như vậy là nhằm giảm bớt sự chủ quan trong đánh giá của các giám khảo. Theo như thang điểm cũ từ 0 tới 6, thế nào mới là kỹ thuật tốt và thế nào là có tính nghệ thuật cao? Thang điểm mới đã bó tay bó chân của các giám khảo và đưa ra những tiêu chí rất cụ thể để họ chấm điểm được khách quan hơn. Tưởng thế là xong, nhưng quy chế năm 2004 của ISU còn có một điểm gây tranh cãi. Đó là từ 12 giám khảo, chỉ có 9 điểm số được rút thăm ngẫu nhiên để cộng lại thành điểm tổng cuối cùng cho vận động viên. Người ta đã nhanh chóng chỉ ra rằng với những tổ hợp được rút thăm khác nhau thì kết quả thắng thua của các giải đấu sẽ có thể hoàn toàn khác đi. Người giành huy chương vàng có thể không phải là người có màn trình diễn tốt nhất. Vậy tại sao ISU lại bày ra trò kỳ lạ này? Đó là bởi bằng cách rút thăm ngẫu nhiên 9 tới 12 điểm số, họ muốn giảm bớt khả năng câu kết và thỏa thuận điểm ngầm giữa các giám khảo. Khi không biết chắc điểm của ai sẽ được tính, những thỏa thuận ngầm sẽ khó thực hiện hơn. Trượt băng nghệ thuật là một môn nổi tiếng nhiều gian lận điểm và một trong những cách tốt nhất để triệt tiêu gian lận là sự ngẫu nhiên. Không ngạc nhiên, quy chế này của ISU đã vấp phải nhiều phản đối vì nó không công bằng và không phản ánh thực lực của các vận động viên. Nhưng có thật sự là như vậy? Trên đời có cái gì gọi là công bằng tuyệt đối và phản ánh thực lực một cách hoàn hảo không? Chẳng phải nếu như ISU mời 12 người khác làm giám khảo thì kết quả thi đấu có thể cũng sẽ rất khác sao? Bạn nghĩ sao về việc này? Nên hay là không nên dùng đến sự ngẫu nhiên trong những kỳ thi đấu và những cuộc tranh tài? Hãy đọc bài mới vừa lên sóng nhà Zil và thả comment tranh luận nhé! Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ Spyroom chúng mình. Và xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thiên.